Này mình có vô chỗ anh em bán trại khuyên, có một số chậu rất là xịn sò, rất là nhiều anh em. Giá của nó khá hợp lý anh em. Như này là 2.950.000 anh em ha, 2.900.000 giá tại đây anh em, chưa dựa phí ship. Anh em có dịp ghé về thì Hòa Phú Yên mình mua, mình giao lưu. Còn anh em ở trong tỉnh Phú Yên thì ghé qua địa chỉ Đức Khê, nhà vườn Đức Khê chuyên bán chậu rất là đẹp anh, rất là đẹp, đủ loại chậu mẫu đẹp, 3 triệu rất nổi, hàng lớn nha anh em, không phải nhỏ đâu á, 3.650.000 hàng rất nổi, khá đẹp. Bên này có mấy cái mẫu chậu lớn, chậu bự khá to nha, đủ đủ chậu tàu rồi đủ là chậu. Nếu đi ra đang dòng anh em xem, đây hàng hôm nay mới về vô mình xem, rất đẹp. Này 1.400.000 một cái này, từ cái ngoài đây có bán đôn, bán tất cả các loại đôn đế này. Đây này 3.800.000, cái này mấy cái mẫu hình hình tượng. Cái này 900 nhỏ thôi, 900 4 triệu 5 triệu, nói chung đồ đủ nha, thích cái nào có cái đó. Rất là đẹp, rồi mẫu Đồng Nai chậu tàu cũng có nữa, 2.500.000. Chút chút nữa bơi cái chậu đây, 3.200.000, 3.300.000 đầy đủ nữa, trừ chậu tứ long, long long quy phụng này, này. Nhưng mấy đẹp, mấy mẫu đẹp. Bonsai mini đây là mình bóp nhỏ khung hình để anh em mình xem, khá là nhiều. Trong kia là một số các cái mẫu, đây là chậu tàu hàng lớn nhưng mà nó có 950k thôi, thường đây là loại 2 loại 3 nè. Đây là mấy cái mẫu hàng Đồng Nai rất là đẹp, mẫu mới. Trên này là các cái chậu tàu loại loại 2. Đây cũng có bán cái chắc là chậu bonsai mini nữa nha nè, bán các cái loại giỏ hoa lan đầy đủ đó, chung có nhiều. Này sơn trắng khách, đây là hàng cái chậu đây rất đẹp á, đây qua đây xem chậu đây đẹp, đẹp quá nè, hoa văn nổi luôn nè, rất nổi, nổi 1.500.000. Có giấy đàng hoàng này, 1.500.000 anh em. Đây là bán này, chùm lu, chùm lu. Trên đây là một số cái chậu xưa, chậu xưa nè, chậu mà anh em chơi những cái năm mà thời kỳ sau giải phóng anh em, mấy chậu đây rất là đẹp, người ta giữ nguyên cái nước luôn. Đây là hàng sưu tầm tính từ tên kia lên. Thì có một chậu cánh bèo rất là đẹp anh em, mà điều nó bị bể chút xíu, chậu đó cũng là chậu xưa anh em, hàng xưa dành cho bác nào thích hồi niệm hồi cổ, rất là đẹp. Rồi cái chum lưu xưa thì cũng bán chum lưu xưa luôn, chum lưu xưa. À có một chậu cánh bèo đẹp nè, cái này là cái chậu chậu cánh bèo anh em. Chung là rất là duyên luôn. Rồi đi, đây đang có khách vô lựa mấy chậu, mấy mẫu đây rất là đẹp anh em, nó có đế chân luôn,
3 triệu một cái. Rồi, cảm ơn anh em nha.